Đầu tiên cho phép Phạm Anh Duy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị độc giả của Hellman Việt Nam. Mình giới thiệu qua một chút, mình tên đầy đủ là Phạm Anh Duy. Hoạt động nghệ thuật thì là ca sĩ, hát được 9 năm rồi, từ 2015. Mình nếu mà trừ ăn gian đi chút xíu thì 2 năm dịch cũng không hoạt động nhiều lắm, thì tôi tính thành 7 năm đi. Okay. Đến với Anh Trai Say Hi thì mình được trải nghiệm, được thử thách bản thân mình nhiều hơn nữa. Ví dụ như là trước nay mọi người sẽ biết, nếu mà ai đó theo dõi Duy trong khoảng thời gian dài thì mọi người đều biết là Duy chưa bao giờ nhảy trên sân khấu cả. Thi thoảng Duy lên Facebook, Duy đùa là mọi người có thấy Duy nhảy không, nhưng thực ra mình tự biết rằng đấy chỉ là một vài cái nhún nho nhỏ thôi, chứ để nói về nhảy thì không thể được gọi là nhảy được, và chỉ có đứng hát thôi. Và bây giờ đến với chương trình, mình tin rằng là mình sẽ trở thành một Phạm Anh Duy mới hơn, cập nhật hơn, tiến về tương lai nhiều hơn. Đó là ngoài hát này, mình nhảy này, mình sáng tác này, rồi về cố trí cuối cùng thì mình cũng chưa biết được nữa, nhưng mà hy vọng là sẽ được học hỏi nhiều hơn nữa từ các bạn trẻ trong chương trình. Đối với mình thì mình sẽ ra một album, mọi người sẽ gọi nó là kiểu mini album hoặc là nó chiếu sót gì đấy, nhưng đối với mình đó là một album. Năm 2024 mình sẽ ra một album có chủ đề về mưa, mình kết hợp với một nhạc sĩ Trang Phạm. Trước đấy thì mình đã ra 2 bài rồi, sắp tới mình sẽ ra nốt 4 bài còn lại, đó là năm 2024. Còn năm sau nữa thì mình cũng đang có dự án riêng của mình. Đối với mình nhá, âm nhạc không phải là làm cho quý vị khán giả thấy mình ấy, thấy Phạm Anh Duy ở trong đấy. Mình nghĩ không phải như thế, mà âm nhạc thực sự ấy, nguyên thủy của nó ấy, là làm cho tất cả quý vị khán giả thấy chính mình ở trong đấy. Nên là mình tin rằng là những cái dự án của năm 2024 của mình sẽ là những dự án rất là hay ho và thú vị. Và lời nói cuối cùng thì Duy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý độc giả của Hellman Việt Nam, và cảm ơn chương trình Anh Trai Say Hi đã có mặt mình, đã mời mình. Và mình hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ xem một cái chương trình mà thực sự là hoành tráng nhất của năm 2024, bùng nổ nhất luôn, với những hot boy, 30 hot boy, và trong đó có mình nữa, người vô cùng đẹp trai nhé.